Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến một câu hỏi của bạn Cường CFM. Bạn này có một câu hỏi khá là thú vị, khá là lạ mà mình cũng phải suy nghĩ nhiều lắm, đắn đo nhiều lắm mình mới ra được cái giải pháp để có thể chia sẻ lại cho bạn đó, bạn Cường CFM và tất cả mọi người. Chào bạn Cường CFM. Thì bạn hỏi là hát Chess Meet sao thầy? Chess Meet, mình thâu sâu một thời gian thì mình vẫn chưa hiểu được cái Chess Meet của bạn ý là cái gì. Nhưng mà thì mình sẽ chia sẻ theo cái quan điểm của mình thôi ha, quan điểm chủ quan của mình, riêng của mình thôi. Theo những gì mà mình hiểu mà bạn nói đó là Chess Meet á, thì Mix là Mix Voice phải không? Là một cái kỹ thuật về hòa trộn âm thanh. Hòa trộn là một cái, khi mà mình gọi là một cái kỹ thuật giọng hòa trộn, nó là một cái giọng ở giữa và giúp cho cái sự, cái bài hát của mình, cái âm thanh của mình trở nên liền mạch và hay hơn và phê hơn và gấu hơn. Ví dụ theo mình thì mình biết Chesty, theo mình thì Chesty Miss của bạn là giống như là Miss Voice, mà mình giọng Miss Voice á, giọng pha á, là sử dụng nhiều cái phần chest voice hơn là vọng giọng phần của phần head voice, phải không? Mình nghĩ là vậy, cái ý của bạn là vậy, là sử dụng giọng chest. Trong Mix Voice thì nó có Head Voice với lại Chest Voice luôn, thì nó mới ra phần Mix, nó trộn giữa Head với Mix mà. Cao và thấp nó trộn lại với nhau, thì đó, thì nó mới ra được cái Mix Voice. Nhưng mà mình nghĩ là Chest Mix của bạn đó là một cái giọng cái tỷ lệ Chest Voice nhiều hơn trong Mix Voice. Cái này có, nếu mà các bạn biết cách và vận dụng nó sẽ khá là hay trong các loại thể loại nhạc khác nhau. Đó, thì giọng chest voice là giọng ngực, đúng không? Là giọng ngực. Thì chest voice nó chịu cái tần số thấp trong âm thanh và nó làm cho giọng của mình nghe đầy hơn, dày hơn, bén hơn. Đó, bén hơn, gây cấn hơn, kích thích hơn. Đó, thì là giọng chest voice, đó là chịu trách nhiệm. Thì nếu mà miss voice á, mà có xu hướng chết nhiều hơn thì làm giọng cho mình sẽ có cái độ nặng, độ dày, độ bén hơn, thì nó phù hợp với, mình nghĩ là phù hợp với một số các dòng nhạc như là pop nè, hay là dòng nhạc rock. Đó, thì đó là những cái dòng nhạc mà nó đòi hỏi là cái độ đầy đặn, độ dày và độ bén trong âm nhạc. Thì cái chest mix là mình nghĩ là theo cái ý bạn là như vậy, thì nó lại phù hợp với cái dòng nhạc đó hơn nha. Còn những cái dòng nhạc như là nhẹ nhàng như ballad hay là opera, hay là cái opera thì không có nhẹ, nó cũng nặng lắm, nhưng mà đó, nhưng mà thì cái giọng mà chest mix thì nó lại không phù hợp với một số cái dòng nhạc tương tự đại loại như vậy. Rồi sau đây mình sẽ chia sẻ cách hát mix voice nhưng có cái xu hướng là xu hướng chest voice nhiều hơn. Cái này lạ, cái này hay nè. Bạn Cường, bạn hỏi câu này rất là hay, Cường CFM nè. Thì để mà điều khiển được cái mix voice theo cái ý của mình nó đã khó rồi. Mà lần này là mình phải điều khiển làm sao mà để cho cái chest nó dày hơn nữa. Mình phải chuyên nghiệp hơn, là lúc này mình sử dụng chest mix là mình sẽ sử dụng tỷ lệ chest voice á, trong cái bài hát nó sẽ cao hơn cái head voice. Đó, cao hơn, ví dụ như là 60% là chest voice mà 40% là head voice. Mình lấy một cái ví dụ như vậy. Có thể là vừa hát cao mà là nghe rất là bén, rất là dày, rất là đầy, thì cái gọi là chest mix ha. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ tập cái này, nó đơn giản thôi. Cũng như những bài tập mix voice bình thường ha. Thì nếu mà các bạn biết là mix voice là giọng mặt nạ, các bạn phải làm sao âm thanh của các bạn á, nó được tác động từ head voice, chest voice, nói chung là cái sự liên kết âm thanh cả trên và dưới nó cùng nhau, nó bật ngược lại, nó tác động vào phần mặt nạ thì nó tạo thành mix voice, nó làm cho cái giọng của mình nó cân bằng hơn. Còn đó, thì cái này mình có những cái video giải thích rất là cụ thể ở trên kênh của mình, thì các bạn cứ vào đấy mà xem thôi ha.
và mà xem và nghiên cứu, từ từ nghiên cứu, mình sẽ làm video rất là nhiều, và những video của mình có hay hay không, hay có hấp dẫn hay không là nhờ công sức của các bạn đóng góp những câu hỏi. Vậy thì cảm ơn các bạn rất nhiều và hãy tiếp tục đóng góp những câu hỏi thật bá đạo, thật là nhức não cho mình thích điều đó. Cảm ơn các bạn. Rồi ok, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho hát Chess Mid. Rồi, đó là Chess Mid, là chess ngực nè. Mid là vùng mặt nạ nè. Đó rất là cụ thể nè, hai cái vị trí này. Rồi, thì Miss Voice là vùng mặt nạ ở đây thì nó được cộng hưởng giữa cái phần phía sau nữa, phần 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 head với phần chest luôn thì nó mới ra phần Miss. Mà chest thì nó sẽ nhiều hơn. Như vậy mình sẽ đặt tay lên, mình nói cái giọng chest thử ha. Rồi, đặt tay lên ngực. Rồi, tiếp tục. Mình đưa cái hơi của mình ra phía sau. Để mình gì? Mình mở những cái khoảng vang phía sau đó đã. Mở cái khoảng vang của head voice nè, mở cái khoảng vang của chest voice, mở ra đi để mình liên kết lại với nhau trước nha. Rồi ok, xong sau đó mình đặt tay ngực rồi nè, rồi mình kéo cái hơi nó xuống chút xíu nha để mình đưa nó về ngực ha. Rồi ta để tay mình cảm thấy ngực mình nó đang rung lên nè. Rồi lần này mình từ cái ngực này mình đẩy âm thanh bắn nó lên trên phía phía vùng vùng mid mà mình muốn, ví dụ như môi đi. Đó là thứ nhất ha. Và bây giờ hôm nay là mình bảo bạn có nghe cái độ bén của nó rất là bén. Nó có cái độ rền luôn ha. Rồi tiếp theo, nếu mà các bạn đặt lên xoang, miss phần phần xoang, đặt lên phần nguyên một phần voi cũng được, thoải mái vô tư, nhưng mà đặt phần xoang trước cho nó quen cái cảm giác đó đã. Ra phía sau, xuống ngực nè. Đó, vậy đó, đơn giản vậy thôi. Đó là cái khi mình hát như vậy á, là mình giữ được, mình mở, mình bắt buộc mình phải mở cái khoảng vang bên trong và mình liên kết giữa head với lại chest, nhưng mà mình đưa âm thanh nó xuống ngực để mình tạo nên cái độ rung của ngực và mình khi mình hát đó, mình có cái cảm giác rung ở đây và cảm giác rung ở ngực và các khoảng vang nó được mở rất là tốt. Thì Chess Smith nó là nó sử dụng trong những bài bài rock, những bài mà có cái hay là những cái nốt cao trào cần gào thét nhiều thì Chess Smith sử dụng ok. Nhưng mà một lời khuyên chân thành của mình luôn là hạn chế sử dụng Chess Smith nhiều, tại vì nó cũng rất là mệt mỏi khi mà hát, bạn tốn rất nhiều sức. Chỉ có những cái nốt mình cần gây cứng một chút xíu, mình đẩy lên, mình làm lố lên chút xíu vậy thôi, chứ đừng có mình đừng có sử dụng nó hoài, là người nghe hay là chính bản thân mình hát cũng mệt lắm. Thì cái quan trọng nhất á, mình là điều quan trọng nhất trong khi hát á là phải luôn thoải mái và luôn tự nhiên nhất với những gì mình nỗ lực tập luyện. Phải luôn thoải mái trong khi hát, không phải lúc nào mình cũng áp dụng, mình đừng có lạm dụng những cái kỹ thuật thanh nhạc quá nhiều. Và tôi đọc được Chess Smith là giọng tôi sẽ cao, chúng tôi gào thét gầm rú lên đâu có hay đâu. Cái quan trọng nhất là giọng của bạn nó có tình cảm hay không, cái giọng của bạn nó có chiều sâu về mặt cảm xúc, bạn hiểu cái bài hát nó như thế nào và bạn đồng cảm được với cái bài hát nó như thế nào, giọng của bạn nghe nó có quyến luyến, nó có da diết hay không, chứ không phải là lúc nào mà nó gào thét lên nó cũng là một cái điều hay. Nên kỹ thuật nó là hạn chế thôi, tập để cho biết như vậy thôi, tập vậy là các bạn đã biết rồi đó, làm chừng vài ba lần là sẽ được thôi nha. Đó thì nếu mà các bạn chưa xem kỹ, xem một lần thì các bạn sẽ không có thấy được những cái hay của cái hướng dẫn của mình đâu. Các bạn quay lại, các bạn xem tới xem lui cái phần mà kỹ thuật á, thanh nhạc á,
À, cái mình hướng dẫn á, là đưa đặt lên ngực rồi đưa đó, thì các bạn về tập lại xem thêm, xem nhiều 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 và tập lại từ 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 từ, nhớ nha, phải đúng, không được đốt cháy giai đoạn, không được bỏ một cái bước nào hết nha. Nếu mà bạn bỏ một bước nào đó là các bạn sẽ rủi ro, tại vì tập cái này nó rất là khó, những cái nốt cao rất là căng. Các bạn bỏ ra bước cái giai đoạn nó mà sai một cái là nó ảnh hưởng tới cổ họng các bạn, nó ảnh hưởng tới giọng các bạn, là hư giọng, mà đừng có đổ lỗi tại sao, lỗi do mình thế thôi. Ok nha, đừng đốt cháy giai đoạn. Nói như vậy, nói vui như vậy thôi, nhưng mà khuyên các bạn đừng đốt cháy giai đoạn. Thật tình là như vậy. Cứ tập cho đúng đi và nhớ để đăng ký kênh của mình thật là nhiều. Nhiều kênh vô để tiếp tục đón xem những video tiếp theo và tiếp tục hỏi hỏi hoành tráng vào, hỏi nhiều thứ vào. Rồi ít quá thì mình không có cái mình làm nó hay á, có những câu hỏi nào càng sắc sảo càng bén thì mình vẫn sẽ tiếp tục cung cấp cho các bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một ngày thật tuyệt vời và chúc may mắn. Bye bye.